Xin kính chào quý vị. Mời quý vị đến với chương trình thời sự tối hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Một số thông tin chính sẽ có trong chương trình tối nay. Dân hương nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam họp để thông tin về công tác mua sắm hệ thống xét nghiệm real-time PCR tự động. Cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng Quảng Nam nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, kiểm soát tốt tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, góp phần đẩy lùi nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Câu chuyện sẽ được giới thiệu trong tiết mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2020. Sáng nay, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức dân hương đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo đã đặt vòng hoa tưởng niệm thành kính dân hương, tri ân tưởng nhớ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, tưởng nhớ công ơn của những người mẹ Việt Nam anh hùng đã sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục, rèn luyện nên các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đóng góp công sức to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cách đây 45 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã thống nhất một lòng, kề vai sát cánh, chiến đấu kiên cường, lập nhiều chiến công giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, viết nên những trang sử hào hùng sáng ngời chủ nghĩa cách mạng và tinh thần dân tộc bất khuất. Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước của dân tộc. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Chim, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa viếng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Tại lễ dâng hương, Thượng tướng Lê Chim cùng đại diện lãnh đạo Quân khu 5 đã thành kính đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống về nền độc lập tự do của dân tộc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ Bộ Quốc phòng Quân khu 5 nguyện tiếp tục phấn đấu học tập rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, kế thừa truyền thống hào hùng, đoàn kết một lòng xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chương trình xin được chuyển sang các thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị trực tuyến với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới và triển khai xây dựng các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Khánh Toàn và Trần Văn Tân cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành. Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Thanh Quốc cho biết, sau ngày 4 tháng 5, tất cả học sinh tỉnh Quảng Nam sẽ bắt đầu trở lại trường học, lớp học. Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành Y tế, chính quyền địa phương xử lý tiêu độc khử trùng tất cả các trường lớp học, đảm bảo môi trường thật tốt khi các em đến trường. Ngành Giáo dục sẽ tiếp tục truyền tải các chương trình của học kỳ 2, đặc biệt những học sinh ở các huyện miền núi, đồng thời không để các em học sinh nào phải bỏ học giữa trường vì dịch COVID-19. Đối với trường đại học và trường cao đẳng y tế Quảng Nam, phối hợp với các đơn vị liên quan sẵn sàng tổ chức cách ly tập trung các lưu học sinh người Lào khi quay trở lại học tập tại Quảng Nam. Các sở ngành tiếp tục hỗ trợ cho hai tỉnh Champasak và Sê Công. Về vấn đề các bãi rác trong tình trạng quá tải, gần đây tỉnh đã quan tâm đầu tư nâng cấp hai bãi rác là Tam Xuân 2 và Đại Hiệp, và riêng các huyện Trương Du miền núi đã có khu xử lý rác thải. Tuy nhiên, khả năng tiếp nhận xử lý rác của các khu xử lý Tam Xuân đến tháng 12 năm 2020. Bãi rác Đại Hiệp đến ngày 30 tháng 6 2021, còn các khu xử lý tại các vùng trung du miền núi chỉ tạm bợ trên bãi rác tự phát. Chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ tỉnh đến địa phương, cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết tâm quyết liệt trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các đơn vị ban ngành phải tập hợp toàn bộ các thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong những công tác phòng chống dịch mà cả những vấn đề liên quan khác. Thời gian đến,
tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhưng không được chủ quan. Đồng thời đề nghị các địa phương xử lý môi trường, phát triển kinh tế theo từng cấp độ phù hợp với tình hình hiện nay. Việc xây dựng các khu xử lý rác thải không làm nơi đầu ngọn nước có đánh giá tác động môi trường thật kỹ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh thống nhất những nhận định đánh giá của Bí thư Tỉnh ủy. Thời gian đến, các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm các chủ trương của Chính phủ và tỉnh đã chỉ đạo, lưu ý việc học sinh sinh viên đi học lại cần chuẩn bị an toàn nhất, không để xảy ra bất cứ rủi ro. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành bộ tiêu chí mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Các địa phương và ngành giáo dục cố gắng thực hiện một cách tối đa. Riêng đối với sinh viên nước bạn Lào, giao cho trường Đại học Quảng Nam có phương án cách ly cụ thể để xin ý kiến cấp trên. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cũng đã chủ trì cuộc họp với các sở ban ngành liên quan để thông tin về việc mua máy xét nghiệm COVID-19 phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đình Tùng, Huỳnh Khánh Toàn và Trần Văn Tân và đại diện của công ty Giải pháp Việt là đơn vị cung cấp máy xét nghiệm COVID-19 vào khoảng 100 nhà báo trong và ngoài tỉnh. Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Hài cho biết, ngay trong tình hình đỉnh điểm diễn biến dịch ngày càng phức tạp, Quảng Nam đang đặt trong tình huống phát hiện sớm, khoanh vùng, dập dịch, đặc biệt là các trường hợp liên quan đến các bệnh nhân dương tính với COVID-19. Với tính cấp thiết của dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định phân bổ khoản kinh phí để mua sắm hệ thống máy xét nghiệm COVID-19 tại chỗ. Theo đó, Sở Y tế Quảng Nam lập dự toán và được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với hình thức chỉ định thầu rút gọn trong vòng 7 ngày. Hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR tự động gồm các loại máy tách chiết tự động, máy đọc RT-PCR, máy ly tâm lạnh, tủ an toàn sinh học, v.v. với giá là 7,23 tỷ đồng. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam đã đưa vào vận hành hệ thống máy xét nghiệm nói trên. Hiện Sở Y tế chưa tiến hành thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh lý, thanh toán. Theo Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Hai, việc thực hiện đảm bảo đúng các trình tự thủ tục theo quy định luật đấu thầu và các văn bản liên quan đến mua sắm trang thiết bị y tế. Đồng thời khi mua, Sở Y tế đã tham khảo đối chiếu với các đơn vị đã mua trước đó với giá tương đồng. Liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị y tế, trong đó có máy xét nghiệm RT-PCR tự động, Giám đốc Sở Y tế cho rằng các thủ tục mà Sở Y tế tiến hành đúng theo quy định, phù hợp với tình hình cấp bách chống dịch. Đối với giá máy mua thời điểm đó, Giám đốc Sở Tài chính Phan Văn Chiến cho rằng không xác định được. Còn liên quan đến việc thất thoát tiền của nhà nước, thì Giám đốc Sở Tài chính khẳng định là hành vi này chưa gây thất thoát vì các thủ tục nghiệm thu, thanh lý, thanh toán chưa được thực hiện. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng chỉ đạo, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị liên quan, kể cả đơn vị cung cấp máy trong việc báo cáo về sự việc này. Tất cả thông tin đều công khai, minh bạch. Các tài liệu, hồ sơ có liên quan không thuộc tài liệu mật sẽ được cung cấp cho các đơn vị báo chí trên tinh thần dân chủ, cầu thị và thẳng thắn. Bây giờ tất cả các cái thông tin chúng ta cũng rất là công khai, minh bạch. Mời các cơ quan báo chí đến để họp dự cùng nghe. Và các đồng chí cũng đã chứng kiến, các anh chị báo chí đã chứng kiến. Mọi việc rất là thoải mái, rất là cởi mở. Và đây là phiên họp đầu tiên về việc này. Và các tài liệu, hồ sơ có liên quan đến cái nội dung mà chúng ta bàn đây, không thuộc tài liệu mật, thì cung cấp cho các đơn vị, cơ quan thông tấn báo chí, các đồng chí có thể tiếp cận để nắm thông tin. Trên tinh thần rất là dân chủ, rất là cởi mở, rất là cầu thị, thẳng thắn. Thì tôi rất là mong cái việc này sớm là được làm rõ. Báo cáo đồng chí tinh thần là như thế. Tập thể ủy ban rất là thẳng thắn trong việc này. Và thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thanh tra toàn bộ các cái gói thầu liên quan đến cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Giao cho thanh tra các địa phương thực hiện. Thì tôi ngày hôm nay ngồi với các đồng chí làm việc đây, nhưng tôi đã ký cái công văn giao cho thanh tra, trước mắt là thanh tra đột xuất về cái mua sắm cái gói thầu trang thiết cái máy xét nghiệm này, và đồng thời xây dựng kế hoạch để thực hiện tiếp thanh tra các cái nội dung còn lại như thế, và yêu cầu thanh tra là thời gian là đến ngày 20 tháng 5 là phải có cái báo cáo cho ủy ban kết luận. Còn tiếp tục đó, các đồng chí làm các cái nội dung sau thì còn làm. Nhưng hiện nay dư luận đang rất quan tâm. Các đơn vị trực tiếp đây cũng rất cần. Các tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh
rồi các cái tổ chức đoàn thể khác cũng rất là cần có kết quả sớm để minh bạch cái việc này ra, đúng chỗ nào, sai chỗ nào, hợp tình chỗ nào, hợp lý chỗ nào. Thì tôi đề nghị là sau khi có cái công văn ngày hôm nay, công văn số 2378 ngày 29 tháng 4, thì thanh tra triển khai thực hiện ngay. Và trong này tôi cũng giao thêm hai cái nội dung. Một là trong quá trình thanh tra thì yêu cầu Sở Y tế chưa thực hiện cái việc chuyển tiền cho công ty bán máy, tức là công ty cổ phần Giải Pháp Việt, cho đến khi có kết luận thanh tra. Và đồng thời trong quá trình thanh tra nếu phát hiện cái dấu hiệu vi phạm pháp luật cần thiết thì sẽ chuyển sang cho cơ quan điều tra, tức là cơ quan công an tỉnh, để các đồng chí điều tra làm rõ các hành vi vi phạm nếu có nhé. Thì tôi nhắc lại như thế với cái tinh thần là chúng ta rất là thẳng thắn. Nếu có công thì phải được tuyên dương khen thưởng ghi nhận, nhưng nếu vi phạm thì cũng phải được nghiêm khắc xử lý nghiêm minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng đây là trách nhiệm nhưng vừa là đạo đức trước xã hội, nhân dân trong công tác phòng chống dịch. Công tác phòng chống dịch còn dài, còn nhiều khó khăn, cần có những bài học để triển khai các công việc tiếp theo. Đây là cuộc họp đầu tiên, yêu cầu thanh tra tỉnh khẩn trương làm rõ để có kết luận sớm nhất đáp ứng yêu cầu mong mỏi của quần chúng nhân dân, cán bộ đảng viên trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân và đoàn công tác đã thị sát thực tế công trình và đánh giá những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án Satira Beach Resort and Spa tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Báo cáo của nhà đầu tư, Tập đoàn Hoàng gia Hội An Rosa Group cho biết, đơn vị tiếp nhận từ dự án cũ Vina Capital Hội An vào tháng 3 2018, nhưng đến tháng 10 2019 mới có quy hoạch chi tiết và giấy phép xây dựng. Đến nay, chủ dự án Hội An Rosan Group đã đầu tư hơn 867 tỷ đồng, chiếm 35% tổng vốn đầu tư toàn dự án. Sau khi nghe ý kiến của các bên liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân cho rằng tiến độ cấp phép chậm và dịch bệnh Covid ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án, gây khó khăn cho nhà đầu tư và làm chậm quá trình thi công. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân cũng thống nhất chủ trương giãn tiến độ dự án như mong muốn của nhà đầu tư chủ dự án Hội An Rosan Group, đồng thời đề nghị thị xã Điện Bàn tập trung bố trí tái định cư, giải quyết đền bù để 9 hộ còn lại cùng dự án nhanh chóng bàn giao mặt bằng. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu để Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định gia hạn cho chủ dự án sớm hoàn thành công trình, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch ven biển Quảng Nam phát triển trong thời gian tới. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ông Nguyễn Tấn Văn, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh được điều động đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch từ ngày 4 tháng 5 năm 2020. Tại lễ công bố, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Anh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời bày tỏ hy vọng trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Tấn Văn sẽ cố gắng hết mình, không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy năng lực bản thân để cùng tập thể, lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức, người lao động của sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào thi đua học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với bộ đội biên phòng, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng Quảng Nam luôn nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, dựa vào nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Với một địa bàn có hơn 150 km đường biên giới tiếp giáp với Lào, ngoài các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ thì còn nhiều đường mòn. Trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã kiểm soát tốt tình trạng người dân xuất nhập cảnh trái phép, góp phần đẩy lùi nguy cơ xảy ra lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng với các lực lượng chức năng, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã triển khai rất nhiều biện pháp tích cực, ý nghĩa với quyết tâm chung tay cùng chính quyền địa phương và người dân cả nước phòng chống dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân. Những ngày tháng qua, không có để chúng ta bắt gặp những hình ảnh ăn núi ngủ rừng. Trên những đường mòn lối mở, bước chân của lực lượng biên phòng tuần tra không nghỉ, chặn đứng nguy cơ lây lan dịch bệnh từ biên giới vào nội địa. Ngày cũng như đêm, đại úy Trần Văn Khiêm cùng với tổ cắm chốt của đồn biên phòng La E vừa thay nhau túc trực cắm chốt ở đây,
vừa băng rừng, lội suối tuần tra để đảm bảo giám sát biên giới 24/24 giờ, không xảy ra tình trạng xâm nhập trái phép. Với cái tinh thần là chống dịch như chống giặc, thì anh em luôn luôn là xác định rõ cái vai trò, trách nhiệm của người chiến sĩ biên phòng, luôn luôn là xác định là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ cấp trên giao. Trong suốt thời gian để tạo lá chắn thép vững chắc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới Việt-Lào, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã thành lập hàng chục chốt chặn kiểm soát 24/24 giờ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Hiện nay tổng số tham gia các lực lượng chốt chặn ở trên biên giới, kể cả 16 chốt cố định, 11 đội kiểm soát lưu động và 2 trạm kiểm soát, thì hiện nay lực lượng biên phòng đã tổ chức 150 đồng chí phối hợp với các lực lượng dân quân của địa phương, hơn 50 đồng chí nữa, thì tổ chức rải khắp các địa bàn biên giới. Đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19 của những người lính biên phòng vẫn còn bộn bề trong gai. Con đường đi vẫn nhiều gian khó. Nhưng dù khó khăn đến đâu, những chiến sĩ mang quân hàm xanh nơi biên giới Việt-Lào vẫn mãi là chỗ dựa vững chắc của nhân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc. Với tinh thần vượt nắng thắng mưa, các anh luôn sát cánh cùng các lực lượng vũ trang địa phương, tiếp tục ngày đêm bám chốt, bám bản, giữ bình yên cho người dân, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và bây giờ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp. Xin thân ái, chào tạm biệt. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm từ 62 đến 94%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm từ 62 đến 92%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 92%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 62 đến 94%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 96%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm từ 63 đến 94%, gió nhẹ. Thị trấn Gram mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm từ 63 đến 94%, gió nhẹ. Hãy uống number one, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì. Trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh chứa kim ngân hoa, cam thảo và hạ khô thảo, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Các loại thảo mộc trong trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh đã được chứng nhận giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch. Sợ nóng trong người, uống ngay trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh. Tải ngay ứng dụng, xé ngay chúng liền, chúng 69 tỷ. Nắng nóng, căng thẳng, mệt mỏi quá, hãy uống trà xanh không độ từ những lá trà xanh Thái Nguyên, giàu EGCG giúp bạn sảng khoái. Trà xanh không độ, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Đừng quên uống trà xanh không độ mỗi ngày, giàu vitamin C giúp tăng sức đề kháng. Thiếu sức mạnh, thiếu tỉnh táo, hãy uống number one, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì, mạnh mẽ, tỉnh táo, tập trung, năng lượng để kết nối tương lai. Nước tăng lực number one, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì. Tải ngay ứng dụng, xé ngay chúng liền, chúng 69 tỷ. Kính chào quý vị, bây giờ là những thông tin về tình hình tài chính và thị trường. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 4, Vietcombank triển khai gói ưu đãi 26.000 tỷ Việt Nam đồng cho vay Việt Nam đồng lãi suất cạnh tranh năm 2020 dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Đối với tín dụng ngắn hạn, chương trình áp dụng mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,5% một năm đối với khách hàng mới và khách hàng truyền thống của Vietcombank. Với tín dụng trung dài hạn, mức lãi suất ưu đãi từ 7% một năm. Chương trình được triển khai từ ngày 10 tháng 4 đến hết quy mô chương trình hoặc theo thông báo của Vietcombank tùy điều kiện nào đến trước. Khách hàng có nhu cầu vay vốn có thể liên hệ ở các điểm giao dịch của ngân hàng này trên toàn quốc để được tư vấn chi tiết về chương trình. Tiếp đó, ngày 20 tháng 4, Vietcombank triển khai sản phẩm tiền gửi đầu tư linh hoạt cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa SME của Vietcombank. Với sự ra đời của sản phẩm này, khách hàng có thể tối ưu hóa lợi nhuận của món tiền nhàn rỗi mà không tốn thời gian cho mỗi lần thực hiện giao dịch. Sản phẩm tiền gửi đầu tư linh hoạt giúp khách hàng định kỳ tự động chuyển toàn bộ số tiền nhàn rỗi từ tài khoản đầu tư linh hoạt, tài khoản thanh toán của khách hàng sang gửi tiết kiệm có kỳ hạn với lãi suất cao hơn, với số tiền giao dịch yêu cầu rất nhỏ, chỉ từ 1 triệu đồng. Số tiền mà khách hàng để lại trong tài khoản đầu tư linh hoạt sẽ được hưởng lãi suất bậc thang ưu đãi theo ngày. Ngoài ra, vào ngày đến hạn của tài khoản tiết kiệm, lãi sẽ tự động nhập gốc và số tiền chuyển tự động định kỳ nếu có cũng được tự động gia hạn thêm kỳ hạn mới với lãi suất tại thời điểm gia hạn. Đây chính là những tính năng vượt trội của sản phẩm mà Vietcombank muốn dành tặng cho khách hàng. Bằng những nỗ lực không ngừng trong việc đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, Vietcombank luôn khẳng định vai trò là đối tác tin cậy, luôn đồng hành và sát cánh cùng các doanh nghiệp. Thưa quý vị, tái góp vốn 16.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19 là đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại dự thảo thông tư quy định về tái góp vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Theo quyết định số 15 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Dự thảo thông tư này quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc theo quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 16.000 tỷ đồng, lãi suất tái cấp vốn là 0% một năm, lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0% một năm. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn không có tài sản đảm bảo đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trường hợp đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội không giải ngân hết tiền vay tái cấp vốn theo quy định tại quyết định số 15/TTG thì chậm nhất ngày 15 tháng 8 năm 2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội phải trả Ngân hàng Nhà nước số tiền vay tái cấp vốn không giải ngân hết. Chuyển sang thông tin về diễn biến thị trường vàng. Thưa quý vị, giá vàng trong nước bật tăng trở lại trong khi giá USD ở các ngân hàng thương mại tiếp đà lao dốc. Giá vàng SJC tiếp tục có sự cách biệt giữa các doanh nghiệp. Cuối phiên giao dịch sáng, mỗi lượng vàng SJC được thị trường niêm yết mua vào 47,95 triệu đồng, bán ra 48,6 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng mỗi lượng so với ngày trước. Trong buổi sáng, giá vàng miếng có thời điểm lên tới 48,65 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Một số doanh nghiệp khác giao dịch giá vàng SJC quanh mức 48,05 triệu đồng một lượng mua vào, 48,45 triệu đồng một lượng bán ra. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 48,5 triệu đồng một lượng, khá cân bằng với giá vàng SJC. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường. Bản tin có sự đồng hành của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam. Thân ái chào tạm biệt. Với dịch vụ ngân hàng điện tử Vietcombank, bạn có thể chuyển tiền nhanh hơn, thanh toán các hóa đơn tiện lợi hơn, chuyển khoản mọi lúc mọi nơi. Hãy tận hưởng cuộc sống 360 độ với dịch vụ ngân hàng điện tử Vietcombank. Nhanh chóng, dễ dàng, an toàn, tiện lợi. Vietcombank, chung niềm tin, vững tương lai.